cái đó là thông tin liên quan đến Ethereum thì chúng ta thấy được là Ethereum hôm nay cũng đã có một cái sự tăng trưởng chi tiết hơn đó chúng ta đã thấy được là Ethereum đã tăng 13,2% trong vòng 24 giờ qua thì một trong những thông tin lớn liên quan tới Ethereum đó chính là cái mạng lưới thử nghiệm cuối cùng Gurley của Ethereum cũng đã thành công kích hoạt cái sự tích hợp nhưng mà chúng ta chưa có biết kết quả của cái mạng lưới Gurley này này sẽ là sao theo thông biết đó là ngày mai chúng ta mới biết được thông tin là cái đợt mà tích hợp trên mạng lưới thử nghiệm này có thành công hay là không. Và đây là cái mạng lưới thử nghiệm cuối cùng của Temium. Nếu như mà thành công như là ý muốn đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái tích hợp chính thức sẽ diễn ra vào tháng 9 như là ước tính. Và chúng ta hôm qua cũng đang nhận được một số những thông tin giống như là những dự án như là dự án Tether, USDT và dự án của Circle đó chính là đồng ổn định USDC. Cả hai đồng ổn định này đó là hai đồng ổn định lớn trên thị trường các bạn đã biết là Bây giờ chúng ta nhìn vào Tether đứng hạng thứ ba và USD Coin đứng hạng thứ năm. Cả hai dự án này ra nói là chỉ ủng hộ Ethereum Proof Stake mà thôi. Có nghĩa là sau khi hợp nhất đó, cho dù là có những cái mạng lưới hard fork ra mà muốn tiếp tục đào nữa nhưng mà Tether và USDC đó chỉ ủng hộ duy nhất Ethereum Proof Stake mà thôi. Đây là một trong những điều rất là quan trọng tại vì các bạn hard fork ra một rộng khác các bạn không muốn chuyển qua để mà đào vì một lý do nào đó thì những cái mạng lưới đó nó có được ủng hộ hay không có được những dự án tiếp tục ủng hộ có được cộng đồng ủng hộ hay không điều này rất là quan trọng tại vì các bạn có thể ha phốt mã nguồn nhưng mà các bạn không thể ha phốt được hệ sinh thái không thể ha phốt được cộng đồng cho nên chỉ vừa ha phốt ra khả năng thành công cũng rất là thấp nhất là các bạn làm sao có thể hoạt động được trên một mạng lưới trong khi mà những dự án sẽ chuyển hết qua proof stake thì mạng lưới đó còn dự án nào nữa và không có những đầu ổn định thì làm sao tham gia vào DeFi được và thêm vào đó Ethereum cũng có khá nhiều à, những cái thông tin on-chain mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Giống như trên màn hình đây là tài liệu được chia sẻ bởi Classno à, Họ cho thấy được đó là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 32 đồng Ethereum Đã đạt được cái đỉnh cao trong vòng 17 tháng qua ở mức là 118.177 Địa chỉ ví có hơn 32 Ethereum Tại sao chúng ta lại quan tâm đến con số 32 Ethereum Tại vì nếu như các bạn muốn tự tham gia vào staking đó các bạn muốn tự staking mà không cần phải tham gia vào một cái pool thì các bạn cần phải có 32 Ethereum đó là con số ít nhất các bạn cần phải có cho nên đây là một dấu hiệu cho thấy được là nhiều người tích lũy hơn 32 Ethereum có thể tại vì họ muốn tham gia vào staking Ether 2.0 thêm vào đó chúng ta cũng thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 10 đồng Ethereum đã đạt được cái đỉnh cao nhất từ trước tới bây giờ là 312.557 địa chỉ ví càng ngày càng có nhiều người lưu trữ Ethereum hơn. Đương nhiên đây là địa chỉ ví nhưng mà ít như chúng ta cũng thấy được là cái xu hướng là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có hơn 10 đồng Ethereum. Ngoài trừ thông tin này ra chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Elon Musk cho những bên hào quan tâm. Thì uh, hôm qua chúng ta nhận được thông tin là Elon Musk đã bán tổng cộng là 7,92 triệu token Tesla. Token Tesla. Cổ phiếu Tesla. Thuận tham gia vào crypto risk rồi cứ nói token hoài cổ phiếu Tesla 7,9 triệu cổ phiếu Tesla đáng giá là 6,88 tỷ đô la và thật ra đó đây là cái đợt bán theo thông hiểu đó là đã bán vào khoảng chừng ngày 5 tháng 8 tới ngày 9 tháng 8 có nghĩa là cũng mới bán mới đây mà thôi nhưng mà đây là thông tin đã qua rồi chứ không phải là Tesla chuẩn bị bán cho nên gần đây đã có một đợt thôi nhớ là cổ phiếu Tesla cũng có dấu hiệu đi xuống à, và đây có thể là lý do tại vì có cái lực bán đến từ Elon Musk Thời điểm là từ ngày 5 tây tới ngày 9 tây. Thì tại sao mà Elon Musk lại bán số lượng uh, cổ phiếu Tesla này? Tại vì cách đây không lâu đó thì uh, có người hỏi Elon Musk là có tiếp tục bán cổ phiếu Tesla này hay là không? Tại vì trước đó uh, đã có một lần là Elon Musk bán cổ phiếu Tesla rồi thì... Uh, lần cuối cùng đó là ngày 28 tháng 4 thì lúc đó, đó Elon Musk nói là sẽ không bán cổ với Tesla nữa nhưng mà mới đây mới đây thôi thì lại tiếp tục bán nữa thì nhiều người cho là Elon Musk đó, tại sao lại gạt người ta tại sao lại nói là không bán mà bây giờ lại bán thì Elon Musk đó trả lời là lý do tại sao Elon Musk bán Tesla đó là liên quan đến Twitter tại vì đã có một cái vụ kiện các bạn đã biết là Elon Musk lý do là mua Twitter nhưng mà sau đó lại không mua vì cái lý do là Twitter có nhiều account giả các bạn cũng đã biết rồi tôi sẽ không lặp lại trong video này nhưng mà hầu như là Elon Musk không có một cái lòng tin về cái vụ kiện này lắm tại vì Elon Musk nói là trong cái sự kiện mà Elon Musk thua cái vụ kiện này thì Elon Musk sẽ phải mua công ty Twitter và khả năng là nếu như mà có một số những cái đối tác mà trước đây họ nói là họ sẽ cung cấp tiền để mà hỗ trợ Elon Musk mua công ty Twitter đó mà họ không muốn tiếp tục nữa đó thì Elon Musk phải có đủ tiền mặt để mà mua Twitter cho nên bán cái số này đó là để có một số tiền mặt trong tay lỡ như điều đó xảy ra và tại vì nếu như tới lúc đó, đó mà phải bán một số lượng lớn có một lúc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với giá cả của tesla cho mình bán một phần bây giờ nhưng mà còn bán hay không thì elon musk không có trả lời thì có khả năng là elon musk nếu như mà thật sự thua kiện đó, thì có thể bán thêm nữa tại vì cái con số bán này đã tuy là nhiều nhưng mà cộng với lại cái số tiền mặt Elon Musk có thì cũng chưa có đủ à, để có thể thu mua Twitter với giá là thường nhớ 40 tỷ đồng. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới công ty Disney. Thì công ty Disney đó à, đã đưa ra một cái thống kê rất là tốt cho quý 2 và công ty Disney đó nói là họ đã có được lợi nhuận là 21.5 tỷ cao hơn cái mức ước tính là 20.96 tỷ và Tính theo uh, mỗi một cổ phần uh, thì đã tăng một đồng là 9 cent so với lại là 96 cent ước tính Thì uh, đương nhiên đây là một cái uh, thông báo rất tốt đối với lại công Disney Và họ cũng có một cái dịch vụ mà các bạn uh, streaming, uh, có nghĩa là xem trên mạng đó Đó chính là dịch vụ Disney Plus Thì đây là dịch vụ mà cũng cạnh tranh với những công ty như Netflix, Hulu đó Thì họ đã có được uh, tổng cộng tới thời điểm mà thông báo đó là 152 triệu người đã đăng ký dịch vụ này cao hơn con số ước tính là 147 triệu người thì nói chung đó là chúng ta vẫn còn rất nhiều người họ muốn xem phim trên mạng nhưng mà họ chỉ muốn lựa chọn một cái công ty tốt có nhiều phim hay để họ xem mà thôi Cho nên bây giờ đó rất rõ ràng là nhiều người tham gia vào Disney Plus Nhưng mà không có tham gia vào Netflix Dẫn đến là Netflix cũng đang mất cái số lượng người mà đăng ký theo dõi Và quan trọng hơn đó là tuy là Disney đã có một cái quý tốt Nhưng mà họ đã đưa ra cái thống kê cho năm 2024 đó là họ nói là tới đó họ có thể có được khoảng chừng từ 215 triệu đến 245 triệu người đăng ký chứ không phải là nhiều như là khoảng chừng 260 triệu họ tính trước đây có nghĩa là họ nghĩ là trong thời gian tới đây đó cái số lượng người đăng ký có thể là sẽ chậm lại và đối với cái số lượng người đăng ký nhiều như vậy đó thì các bạn có thể nghĩ là cái dịch vụ streaming xem phim online của Disney là Disney Plus đó có thể là giàu lắm có thể là họ đã kiếm được nhiều tiền nhưng mà không phải đâu các bạn thấy được là cho đến thời điểm bây giờ đó họ vẫn đang lỗ và cái quý hai mới đây họ lỗ 1,1 tỷ đô la và họ nghĩ là mãi đến năm 2024 thì cái dịch vụ này mới có lời tại vì các bạn đã thấy được đây là một trong những dịch vụ cạnh tranh rất nhiều các bạn cần phải bỏ tiền ra các bạn à, mua lại bản quyền các bạn làm phim thì à, người ta mới đăng ký và cái số lượng tiền mà người ta đăng ký đó, đó thì đương nhiên các bạn phải ứng ra rất nhiều trước đó để có thể có được cái sự hút thúc của người tới xem cho nên à, bây giờ họ vẫn còn đang lỗ và hy vọng là năm 2024 họ sẽ có lời nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là một trong những dịch vụ mà đang phát triển nhưng mà nào mà xem dịch vụ Disney Plus hãy comment bên dưới thường thì không có dịch vụ này Thường thường là sử dụng dịch vụ của Amazon Prime để mà xem phim hay là sử dụng Netflix mà thôi Nhưng mà đối với con số hiện bây giờ họ có đó là 152 triệu người đăng ký tổng cộng thì đã cao rất nhiều so với Hulu. Hulu chỉ có khoảng chừng là 46,2 triệu người và ESPN chỉ có khoảng chừng là 22 triệu người mà thôi. Nói chung, những như vụ này đó rất nhỏ so với Disney Plus hiện tại. Nhưng mà so với Netflix thì họ vẫn còn một khoảng cách tại vì Disney Plus là 152 triệu người đăng ký. Netflix tính tới cái năm 2022 quý 2 đó là có tới 221 triệu người đăng ký. Nhưng mà Netflix thì vẫn đang bị cái vấn đề là người ta bỏ đăng ký thì cái số lượng người đăng ký nhiều nhất bây giờ vẫn là Netflix nhưng mà dựa theo ước tính của Disney Plus á, là năm 2024 là tới 245 triệu người thì nếu như mà Netflix không có sự tiến triển thì lúc đó họ sẽ có nhiều người hơn là Netflix hiện tại và đương nhiên cổ phiếu Netflix chúng đã có sự tăng trưởng tăng 3,9% trước khi đóng cửa và tăng thêm 6,8% sau khi đóng cửa chúng ta cũng có một số những thông tin liên quan đến uh, Hoa Kỳ đặc biệt là liên quan đến SEC thì chúng ta cũng đã biết là sec đó trước đây cũng đã đưa ra thông tin là điều tra sàn coinbase à, về cái sự việc là có những người mà dùng cái à, thông tin nội bộ để mà trade crypto đó chúng ta cũng đã nói tới rồi và sau đó à, họ đã nêu ra chính cái token là chứng khoán trên sàn coinbase nhưng mà thêm vào đó đó dựa theo cái à, thông báo đến từ quý 2 của công ty Coinbase thì công ty Coinbase cũng bị hỏi về một số dịch vụ staking trên sàn Coinbase có nghĩa là họ vẫn quan tâm đến việc là những công ty Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ staking hay là những dịch vụ mà các bạn gửi tiền để mà lấy lại đó nhưng mà trên sàn Coinbase thực ra các bạn chỉ có thể là tham gia vào staking một số đồng nhỏ như là chúng ta nói tới Tezo hay là một số những đồng khác mà thôi chứ không có phải là dịch vụ giống như là chúng ta nói tới Crypto.com hay là Celsius trước đây khi mà có rất nhiều À, người tham gia vào gửi để mà lấy lại Phần lớn Coinbase chỉ là cho các bạn Tham gia vào stake mà thôi Và họ chia một phần lợi nhuận cho các bạn Khi mà họ stake lấy lại Họ chia cho bạn một phần mà thôi Nói chung thì cũng không phải là một nền tảng mà có nhiều dịch vụ Gửi lấy lời đâu Nhưng mà rất rõ ràng là SEC không thích Dịch vụ này cho nên tôi nghĩ là cái Thời kỳ mà chúng ta có những công ty như là Voyager, Celsius hoạt động ở Hoa Kỳ à, Các bạn gửi tiền vào để mà lấy lại đó. Thời điểm đó có thể đã qua rồi Tôi nghĩ là SEC sẽ nhanh chóng siết chặt cái nhầm này. Và nói tới SEC đó, thì các bạn cũng đã thấy là SEC muốn những cái quỹ đầu tư mà quản lý hơn 500 triệu đô la đó, thì phải cần phải thông báo với SEC là họ đang lưu trữ những tài sản crypto gì. À, thì điều này là gì? Điều này đương nhiên SEC đang muốn làm đại ca thị trường này rồi. Các bạn có biết là SEC lúc nào cũng muốn hoàn toàn quản lý thị trường crypto nhưng mà bây giờ vẫn chưa được tại vì không phải đồng nào cũng là chứng khoán và thậm chí những đồng mà họ cho là chứng khoán đó họ cũng gặp nhiều rắc rối giống như là nói tới XRP thì họ cũng không có thể thắng được cái điều kiện hiện bây giờ cho nên uh, hiện bây giờ là SEC vẫn chưa có thể là đạt được ý muốn của mình là quản lý hoàn toàn thị trường này chúng ta vẫn còn CFTC như là quản lý hợp đồng tương lai uh, và hàng hóa thì có thể là một số đồng sẽ liệt vào quản lý bởi CFTC và đương nhiên SEC đã không muốn cái vấn đề này rồi và Hester Pierce là một trong những cái nghị viên của SEC đây cũng đã nói là cái vấn đề SEC muốn biết à, những quy đầu tư nào lưu chọn crypto đó thì đó cũng không có phải là một cái vấn đề mà SEC cần phải biết đâu tại vì biết hay không nên thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với cái công việc làm của SEC hiện tại và cũng là Gary Gensler chúng ta cũng thấy được là SEC à, đã đưa ra thông báo đó là họ đã phạt một công ty mà đã ICO năm 2017 và 18 đó Đó chính là công ty uh, Bloom Protocol Thì Bloom Protocol là một cái giao thức như nào Thường cũng không có rành Và Thường cũng lần đầu tiên nghe nói tới Bloom Protocol Nhưng mà nào mà còn nhớ đó thì hãy comment bên dưới Tại vì Thường cũng không nhớ cái uh, dự án này là ra sao Nhưng mà SEC nói đó là cái token của uh, Bloom Protocol đó là Bloom Token Đồng BOT đó là một chứng khoán Là một là phải đăng ký Hai đó là sẽ bị phạt là 31 triệu Và SEC nói đó là nếu như mà Bloom Protocol đăng ký đó thì phải đăng ký trong vòng 270 ngày và những cái người nào mà trước đây đầu tư vào ICO đó thì nếu họ muốn hoàn tiền thì dự án này phải hoàn tiền cho họ trong vòng 3 tháng thì dựa theo cái thống kê đây đây là một cái đồng mà cái tổng số hóa cũng rất là thấp lúc mà cao nhất đó chỉ có 60 triệu mà thôi Khi mà họ ICO đó họ ICO được khoảng chừng là 30,9 triệu Thì cái lúc mà cái mức cao nhất đó họ chỉ có 60 triệu vốn hóa mà thôi Bây giờ vốn hóa họ chỉ có 500 ngàn đô mà thôi Nói chung đây là một dự án rất là nhỏ Và những dự án nhỏ như vậy đó thì làm sao có thể chống lại được SEC các bạn cũng để nhớ đó là XRP, công ty Ripple nói là họ đã tốn khoảng chừng là hơn 100 triệu đô la để có thể là kiện tụng với SEC. Các bạn thấy được là hoàn toàn là một con số rất lớn à, Một cái dự án nhỏ mà bị SEC gọi tên thì cũng sẽ khó sống Nói chung là dự án Bloom này à, thì có thể là đóng cửa mà thôi Chứ không có thể hoạt động được nữa đâu Và cũng nói tới Ripple và XRP đó Thì chúng ta biết là một cái nghị sĩ rất là ghét thị trường này Đó chính là nghị sĩ Brad Sherman Thì nghị sĩ Brad Sherman nói là tại sao mà SEC kiện XRP là chứng khoán nhưng mà cho tới bây giờ ra vẫn chưa có ra quyết định là những cái sàn nào mà còn đang cho trading đồng XRP ở Hoa Kỳ đó thì tại sao lại không đi phạt họ có nghĩa là SEC đã cần phải gắt gao hơn về vấn đề này nhưng mà tôi nghĩ đó, thứ nhất là những sàn lớn bây giờ ở Hoa Kỳ đó thì đâu có cho các bạn trade đồng XRP nữa đâu Và thêm vào đó, đó là SEC vẫn chưa có hoàn toàn tự tin và thắng cái sự kiện này Các bạn thấy được là đã kéo dài hơn một năm rồi Và bây giờ đó, theo những gì mà chúng ta biết thì phần thắng vẫn đang nghiêng về công ty Ripple Và chúng ta cũng thật sự muốn là Ripple sẽ thắng cái sự kiện này Tại vì nếu như không đó, thì SEC sẽ càng ngày càng lớn áp thị trường này hơn nếu như mà Ripple thắng sự kiện này lên thì SEC sẽ cẩn thận hơn khi mà tấn công những cái dự án trong thị trường này kế tiếp đó là chúng ta cũng đã biết về cái sự kiện liên quan tới tornado cash rồi thường đã chia sẻ trong vòng hai ngày qua thì hôm qua chúng ta đã thấy là có một người nào đó troll là gửi tiền thông qua tornado cash cho những người nổi tiếng ở Hoa Kỳ nên thường chia sẻ với các bạn nhưng mà hôm nay đây lại có người uh, tiếp tục gửi tiền thông qua Tornado Cash đến cái uh, ứng dụng DYDX uh, và đã dẫn đến là một số những cái um, ví đã bị lock bởi DYDX đây là một cái uh, nền tảng phi tập trung để các bạn có thể trade nhưng mà cuối cùng thì DYDX cũng đã chỉnh sửa lại nói là những người uh, mà bị người ta troll đó tại vì gửi tiền thông qua Tornado Cash uh, và đương nhiên Tornado Cash là đang bị chính phủ Mỹ cấm vận cho nên DYDX đương nhiên là không muốn liên quan đến Tornado Cash rồi, nhưng mà những cái địa chỉ ví mà có dấu hiệu là tiền giờ đến từ tornado Cash ấy, thì cũng sẽ không bị lóc nữa, tại vì đó là cái thực kiện có ai đó đang troll DYDX hiện tại và đương nhiên. À, cho dù sao đi nữa đó, thì uh, Tornado Cash có một cái token là đồng thôn, thì cũng mới biết hôm nay Nhưng mà đồng thôn này thì uh, cũng khá là thôi nè các bạn, nghĩa là nó cũng xuống khá là nhiều à, Xuống 45% sau khi mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói là sẽ cấm Tornado Cash Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái ngày uh, 8 tháng 8 lúc đó token này mức là 30 đô Bây giờ chỉ còn có 18 đô mà thôi, <laughs> xuống rất là nhiều và thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Solana Thì uh, chúng ta có đã biết là một trong những cái ví mà người ta hay sử dụng uh, trên Solana là cái ví phantom Và gần đây chúng ta đã biết là cái sự kiện là có nhiều người đó khi mà họ login vào cái ví của họ uh, Thì lúc đó họ lại thấy được là cái số lượng đồng xô hay là USDC hay là NFT của họ bị đánh cắp uh, Và không biết tại sao cuối cùng uh, phantom nói là cái sự kiện này Không liên quan tới cái ví của phantom uh, Và cái sự kiện mà có khoảng chừng là 4,08 triệu bị đánh cắp trong cái số lượng ví là 9.230 đó là liên quan đến phần lớn là cái ví slot mà thôi chứ không phải liên quan tới cái ví phantom cho tới bây giờ thì cái ví slot vẫn chưa có đưa ra lý do tại sao mà cái sự kiện này lại xảy ra tại sao mà các bạn lưu chữ khóa cá nhân mà vẫn mất tiền trong cái ví slot này họ nói là họ đang kết thúc cái vụ điều tra này và sẽ có thông báo sớm nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao nhưng mà hôm nay đó thì Phantom đã ra cái kết luận là sự kiện này không liên quan đến ví Phantom và tất cả những thông tin mà Thu muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thu Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn như là sàn Binance

i ain't playing god